Lúc 4 giờ 40 phút rạng sáng nay 29 tháng 9, cái tay săn ảnh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ghi nhận được hình ảnh sao chổi C2023A3 xuất hiện sau 80.000 năm tuyệt tích. Sao chỗ này có nguồn gốc là đám mây Âu Oort, thường được ví như dùng tam tối của hệ mặt trời, một dành đai nằm ngoài rìa của hệ với rất nhiều tiểu hành tinh và sao chổi băng giá. Theo các tính toán của giới thiên văn học, sao chổi C/2023 A3 dự kiến sẽ đạt đến điểm gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 10, điểm gần mặt trời nhất vào ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 11. Sao chổi này có thể đạt độ sáng tương đương sao bắt Đẩu và mọi người có thể quan sát được. Vào năm 2023, con người bất ngờ phát hiện ra sao chổi này tại đài quan sát ở Nam Phi và Trung Quốc và nhanh chóng khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng thiên văn.